Giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan đến tuần này đã có tuần tăng thứ ba liên tiếp, đạt mức 659 đô la Mỹ trên tấn. Đây là mức giá cao nhất của gạo Thái Lan kể từ tháng 10 năm 2008 và cao hơn gần 38% so với thời điểm đầu năm nay. Theo giới chuyên gia, có hai nguyên nhân chính khiến giá gạo thế giới tăng mạnh trong năm nay. Một là Ấn Độ hạn chế xuất khẩu gạo và hai là thời tiết khô hạn ảnh hưởng bất lợi đến hoạt động sản xuất lúa gạo ở nhiều quốc gia. Hai yếu tố này dẫn tới tình trạng thắt chặt nguồn cung trên thị trường gạo toàn cầu và giá gạo tăng như một hệ quả tất yếu. Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới đã chứng kiến sản lượng gạo suy giảm do lượng mưa ít, do hiệu ứng El Nino. Nhằm đảm bảo nguồn cung lương thực trong nước và kiềm chế lạm phát giá lương thực, Ấn Độ đã đưa ra quyết định hạn chế xuất khẩu gạo trong năm 2013 và dự kiến duy trì hạn chế này cho tới ít nhất giữa năm 2024. Không chỉ hoành hành ở Ấn Độ, El Nino, hiện tượng thời tiết với lượng mưa ít và những giai đoạn khô hạn kéo dài, cũng ảnh hưởng tới các nước sản xuất gạo lớn khác như Indonesia và Thái Lan.